thì chúng ta sẽ có một cái thông báo nhỏ nhỏ của Riot. Thì bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn coi nha. Thì đây Riot Game, một cái màn hình rất đỏ và nhìn rất là đẹp ở những cái giây phút đầu khi mà mình mở tựa game này lên, League of Legends. Và sáng ngày hôm nay thì mình đã thấy được anh em rất là sôi nổi về cái vấn đề Liên minh Huyền thoại Top 9 đã có thể đăng ký được beta test. À không, đúng hơn là có thể chơi được beta test. Nhưng mà đã có rất là nhiều anh em tải về và gặp một cái trường hợp mà mình nghĩ là không ai có thể ngờ tới được. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một chút và cũng như là những cái thông tin lưu ý trước khi mà mọi người tải cái beta test của Liên minh Huyền thoại Top 9. Và mình nghĩ là anh em nên coi đến hết video nhé. Nếu không thì anh em sẽ hối hận đấy. Rồi, và như các bạn thấy thì trên màn hình chính là cái tựa game Liên minh Huyền thoại Top 9 của mình mà mình đã tải trong sáng ngày hôm nay. Và mình cũng sẽ không hướng dẫn cái việc đó chứ là tải như thế nào. Bởi vì khi bây giờ các bạn lên YouTube, các bạn search một cái hướng dẫn cách tải Liên minh Huyền thoại Beta, ý mình là Liên minh Huyền thoại Top 9 Beta, thì có rất là nhiều video hướng dẫn, cho nên mình cũng sẽ không nói trong video này thì nó sẽ dài dòng lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi thẳng vào vấn đề mà mình muốn chia sẻ cho mọi người về những cái lưu ý trước khi mà các bạn tải tựa game này. Đó chính là, thứ nhất, các bạn muốn chơi được Wild Rift á, thì bạn sẽ phải fetch VPN. Và hiện tại á, thì hai cái server để chúng ta có thể chơi được cái phiên bản beta này, đó chính là server của Philippines và server của Brazil. Hồi trước thì các bạn biết là đăng ký thì chúng ta sẽ phải fetch VPN sang Pháp. Nhưng mà bây giờ thử á, để chơi thử thì chúng ta sẽ phải fetch VPN sang hai server mà mình đã nói là Philippines và cũng như là Brazil. Nhưng một cái vấn đề tiếp theo mà khi mà các bạn tải cái tựa game này về rồi thì chúng ta sẽ có một cái thông báo nhỏ nhỏ của Riot. Thì bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn coi nha. Thì đây Riot Game, một cái màn hình rất đỏ và nhìn rất là đẹp ở những cái giây phút đầu khi mà mình mở tựa game này lên, League of Legends. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ phải load đôi chút để có thể giải nén được những cái tệp tin của tựa game này. Rồi ok, và đây là một cái bảng thông báo nó sẽ hiện lên trong lần đầu mà các bạn loading xong cái tựa game này. Thì với cái bản thông báo này của Riot thì ở đây chúng ta sẽ có hai điểm cực kỳ lưu ý. Đó chính là trong 3 ngày đầu test là từ ngày 6 tới ngày 8 thì nó sẽ mở cửa phiên bản beta test này trong vòng 18 giờ cho tới 22 giờ. Còn sau ngày 8 thì nó sẽ tới ngày 9 tới ngày 27 thì chúng ta có thể chơi gần như là mọi thời gian. Nhưng có một cái điểm mà ít bạn nào để ý tới, đó chính là cái dòng phía dưới, cái điều khoản phía dưới của Riot ghi là Please play on a single device account sharing, selling may result in ban from alpha. Nghĩa là những account nào đã được confirm cho cái phiên bản beta test này thì các bạn sẽ chỉ chơi được trên một device mà thôi. Các bạn không thể nào sharing, tức là chia sẻ cho một ai đó chơi cùng này, hay là các bạn bán cái tài khoản của bạn. Thì với những cái trường hợp như vậy thì Riot họ phát hiện ra thì họ sẽ ban cái tài khoản này của bạn và bạn sẽ không thể nào chơi lại được nữa. Cho nên các bạn cần phải lưu ý cái điều này. Và đây cũng là cái điểm mà mình thấy không nhiều anh em để ý rằng, đó chính là cái dòng chữ như mình đã đọc ở trên. Và thật sự thì đây là một cái điểm cũng rất phải lưu ý, bởi vì ngay từ việc các bạn đăng nhập vào cái thiết bị nào đó thôi thì cái account đó thì nó đã dính chết với một chiếc máy đó rồi, cho nên các bạn không thể nào sharing hay là selling được nữa. Rồi, đến với cái điểm lưu ý thứ ba, đó chính là như mình đã nói rồi, những tài khoản nào mà các bạn khi đăng nhập vào nó sẽ hiện một cái thông báo như các bạn sẽ thấy ở đây. Mình sẽ chọn nha, ba tài khoản này của mình đều là ba tài khoản mình đã đăng ký beta test, nhưng khi mà mình đăng nhập thì mình sẽ gặp một cái vấn đề như thế này. Và nếu như bạn nào đăng nhập á, mà nó sẽ hiện lên một cái thông báo như thế này, thì ở đây chúng ta sẽ thấy dòng chữ là do account has not been whitelisted, login failed. Nghĩa là cái account của bạn chưa được confirm trong phiên bản beta test này. Tức là những tài khoản nào mà các bạn trước đây đã đăng ký beta test cái tựa game Liên minh Huyền thoại Mobile này, thì bây giờ khi mà các bạn kiểu như là xui ấy, nhân phẩm không được tốt, thì các bạn sẽ không thể nào đăng nhập được vào cái tựa game này. Và đó cũng chính là lý do mà từ sáng tới giờ anh em có thể thấy là có những người chơi được và có những người không thể vào được cái tựa game này, là vì như vậy, account của bạn phải được Riot confirm trong cái phiên bản beta test này thì các bạn mới có thể chơi được cái tựa game này. Chung quy lại thì ở ba cái lưu ý này của mình bao gồm, đó chính là việc mà các bạn phải được confirm tài khoản thì các bạn mới có thể chơi được này, và hai là account mà các bạn đã được confirm thì các bạn chỉ chơi được trên một device mà thôi, và ba đó chính là các bạn phải fetch VPN sang hai server, đó là Brazil và Philippines, thì các bạn mới có thể chơi được. Và trong ba lưu ý đó thì chỉ có cái lưu ý thứ hai là cái lưu ý quan trọng nhất, đó chính là các bạn chỉ chơi được trên một thiết bị mà thôi, cho nên các bạn đừng share cho bất cứ ai cả nếu như bạn có cái tài khoản chơi được cái phiên bản beta test của Liên minh Huyền thoại Mobile. Rồi, và anh em cảm thấy như thế nào về những cái lưu ý của mình dành cho những anh em nào mà đang có ý định tải beta test của Liên minh Huyền thoại Top 9? Anh em có cảm thấy nó hữu ích hay không thì đừng quên để một like, share và subscribe cho channel của GameZ. Vlog, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace. Và mình rất là mong chờ trong cái việc đó chính là mình sẽ được chơi chính thức tựa game này.